đi sinh nhật của Duy. Ghé cái quán tên rất là kích thích, đó là Tới Bến Quán. Để chị các bạn đó. Đầu tiên là khai vị là món như chả bò đúng không? Chả bò chấm với tương, nhìn khá là hấp dẫn á. Cơ bản Jen cũng rất là thích chả bò. Chả bò phải có mùi bò đó, tất nhiên rồi. Ăn cái ớt vô đó. Ớt nữa. Hay quá dê. Tươi ngon. Không, nó sự rất là đặc biệt. Với những quán cái á, cay vị các bạn là thường là đậu phộng hay là gỏi hay gì đó. Nhưng mà đây là chả bò. Món mới. Ở món này tên gì em? Em không biết đâu ngày xưa. Món này món gì bà vô? Bà đó. Ủa không biết luôn món gì luôn. Bò trứng càng cua. Bò trứng càng cua. Chưa khoan. Bây giờ để thử cái món này ha. Bò nè, rau nè. Đó. Rồi một miếng trứng. Một trứng. Một miếng cà. Đó. Bây giờ cái này thì chúng ta sẽ để chấm với nước mắm. Thử anh. Anh cái dương ghê ta. Cái ngọt của rau, cái béo của trứng, rồi cái dơ da của thịt vị lại. Đây là bò bóp thấu. Bò bóp thấu. Đừng quay em. Sao ốc sao? Ốc ngon hả? Ủa sao hút nước không vậy? Ngon nước hả? Đúng rồi. Món chả bò khá là đắt. Đây là dĩa thứ hai, thứ ba và thứ tư rồi. Ngon lắm. Anh quay em review là nổi tiếng. Sao? Con lắp cái bát à? Ủa vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Như bữa thấy dân ca nha cái bài đó. Chốt đó mới là nơi chốn tiêu sơ cây có dài mọc quang tàn mà phải là nơi chốn tiêu sơ cây có dài mọc quang tàn nó xuống đi luôn. Ủa không liên quan, nhưng mà món này món cái gì? Cá điêu hồng nướng muối ớt. Cá điêu hồng nướng muối ớt. Đây là món quen thuộc mà em đi chỗ nào nhỏ cũng kêu cái món này. Hả? Nhưng mà đây là cái món đầu tiên anh ăn. Còn đi miền Tây thì còn cái nhà tao quên nó bỏ hết cây luôn rồi. Cái món này chấm với cái gì nhỉ? Muối ớt à. Muối ớt. Đây. Muối ớt phải chấm với muối ớt. Wow. Chắc chắn phải cái nước rồi. Hiểu chưa? Em nhìn cái tao đẩy cho bộ tao. Sự món cá là cái món rất là ngon. Nãy giờ ăn chỉ thích món cá thôi. Cá ngon. Chọn cái chỗ này cũng là cái ngon nhất là cái món. Tao làm cái món này ngay là phỏng. Nói lại coi. Vẫn chưa phải là ngon nhất. Chưa phải là ngon nhất. Tối ra 7 lần. Bây giờ coi đầu nè, không vào về trễ đó. Sớm vào 3 ra 7. Dạ 3 ra 7 đó. Câu 2. Nói hoài không uống. Ra là phạt một ly đầy. Một ly đầy đó. Đó. Không hoài không uống nè. Đó. Dũng sĩ diệt mồi. Đấy. Uống trăm trăm. Uống trăm trăm. Mày là nói hoài không uống, nói nhiều uống nè. Lo bấm điện thoại thêm một chai mới. Nãy giờ ba chưa? Ủa, ăn điện thoại vậy? Sáng giờ ăn cơm ba lần rồi đó. Tờ lắm đúng. Lẩu tôm Thái. Đương nhiên là có tôm. Thì em cũng mời. Tôm Thái.
Ờ thấy có mấy cái thái vô người ta đó nó kêu lặn tiêu hết rồi anh trời đất ơi tôm nó còn sống luôn á. Tấn tấn quay nó mời lại nè chị nó mời lại chị bình thường hay nó nhúng nhích luôn nhưng mà quan trọng là chồng bạn tôm tươi uống hết nhau ông nội ra tôi lấy cái ra đến rồi qua đây hồi nãy giờ để chứ có cái gì đó nó hơi đổ biện luôn. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác biết một món mới. Trời ơi nó ăn quá. Bên này nó là cá sưng rồi đó. Sưng gì? Sao có tôm quyền? Tôm quyền. Em ăn sống luôn hả? Em tái. À em đang tái. Đây nó chó rồi. À, tái xíu nữa. Chưa đâu, chưa tái xong đâu. Chưa. Vàng nó trước đi rồi bỏ chanh cho miệng sao? Ờ nhai đi. Nhai luôn mới chanh lượt. Chưa. Nữa hả? Lâu vậy. Chanh mắc lắm hả? Sao mày dắt nhiều vậy? Chanh mắc lắm á nha. Tháng 10 chanh mắc à, tháng 10 chanh mắc à. Cái món này tốn kém quá vậy. Tháng 10 chanh mắc lắm á. Món này tốn kém quá. Mày làm anh hồi hộp quá mày. Đó nó từ từ nha. Chuyện đỏ rồi đó. Từ từ nha. Rồi sao nữa? Chuyện đâu anh? Đâu? Đó, đỏ đỏ thân rồi. Acid. Hết rồi. Acid là màu đỏ. Rút mắm đi. Bỏ. Thôi chấm mắm cũng được. Thôi nước mắm thì phải mắm. Nè để cho nó hấp dẫn. Mắm này nè. Chưa nghe anh. Tự quay. Ừ đáng quay mà. Dính luôn rồi, tái luôn rồi. Tái rồi. Rồi cặn luôn, rồi cặn. Rồi xong rồi, Từ từ. Rồi. Cho anh ăn nè. Rồi xong luôn cho anh ăn. Chính rồi. Vài bữa anh sẽ tắt cái video này cho tụi bay coi. Ngon lắm các ba. Ừ, ngon lắm các ba. YouTube nha. Thấy không? Cái đầu vớt qua cái ngớp đâu. Con tôm chảy ra nè, nó là chảy luôn. Hắc quá, ác quá. Tôm quyền nó không đặc biệt ăn nó bỏ vô. Vì đó đặc biệt. Các bạn thử nhé. Ê. Cơm bọt tôm. Ờ à, rồi mày giới thiệu luôn đi rồi sao nữa? Cơm này á là mực này nuôi ở ngay biển Quảng Nam. Đấy. Thì nuôi bằng cơm, nhưng mà là chúng ta gọi là mực cơm. À, đấy, ăn cơm chưa ăn được cái này như cái đây à, nhìn thấy cái con mực ăn cơm biết nó giống như cái hộp cơm không, hộp cơm không to ra chúng ta gọi là mực cơm, giá chúng ta là 199.000 một phần 2 kg à. Phải là một nửa ký nha, ăn là mua 200.000 là trả lại 1.000 đàng hoàng luôn á à, giá rất là rẻ à, giá ăn chưa, thử ơi, ăn thử giá chưa tới 200.000 à. Đấy. Dạ ăn thử ơi. Đặc biệt là cái quán mực cơm Quảng Nam này á thì phải ăn với cái rau này. Đấy. Ăn cái rau khá đùng đó mẹ không? Rau gì? Ai biết rau gì tôi quên mẹ rồi. À, mực này chúng ta phải chấm với cái món này. Mực đỏ đây. Mực đỏ chấm thịt đỏ thịt mực là màu trắng, phải chấm với cái màu đậm nước chấm màu đỏ. À. Nha. Chứ nguyên tắc ăn là phải mà vậy. Rồi ăn rồi. Sao cho biết cảm nghĩ? Ơ tuyệt vời mặt trời. Dạ hả? Tuyệt vời mặt trời. Đúng là một cơm Quảng Nam. Có mùi cơm, có mùi mực và có mùi Quảng Nam. Mày xạo mày. Tao ăn thử. Bây giờ tới ra ăn thử. Coi nó nói có đúng không? Tại sao gọi là một cơm Quảng Nam? Tại vì mực này nó 5 phút 10 giây thôi không tới. Xỉn mẹ rồi. Rồi sao? Đính chính với các bạn luôn, mực này đéo có mùi cơm. Mùi quỷ này nó có mùi cơm. Nó có mùi mực. Ok, ăn mực phải có mùi mực. Mùi cơm. Đương nhiên rồi, không khi nào mà ăn mực mà có mùi cá đó. Má nó là tào lao, đúng không? Ăn mực có mùi mực. Cơm Quảng Nam. Ừ, bỏ đi. Không có mùi cơm, không có mùi cơm. Nó bằng không có mùi cơm. Bằng cơm. Đó nên cái hình dáng nó giống như hộp cơm. Thôi bỏ đi. Cái nấu nó nuôi Quảng Nam thì nó phải có mùi Quảng Nam. Đúng không? Thì nên là đây này ăn vô là vừa có mùi mực, vừa có mùi cơm và mùi có mùi con gái Quảng Nam. Cái bữa nuôi là nhỏ nó lại để đồ ăn. Đấy, có mùi mực thôi, không có mùi cơm. Có mùi gái Quảng Nam nữa. Mày lanh quá.